tiếp theo là một bài hát rất hay. Tiếng hát vút cao của bạn Megan sẽ đem tới cho chúng ta một cảm giác rất xúc động khi nói về mẹ tôi. Sau đây, Mai Thi xin mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức bài Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến qua giọng hát rất hay của bạn Megan đến từ thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Hãy